tổng hợp những mối hề ngoại đời thường khiến người xem không nhịn nổi cười. Một đen một trắng đang đuổi nhau thì bất cứ ngờ ướt đà đà sập mái nhà luôn rồi. Chuẩn bị đánh nào. Ôi trời ơi, tưởng thế nào chị gái đã không có trúng còn ngã năm cái ra nữa. Skill gà mờ quá nha. Ê, khoan, chị gái vuốt ve đi đâu dạ? Ngựa đây mà, nhặt lại cái liêm sỉ đi chị ơi. Thấy trai mà sáp vô mạnh mẽ như vậy là dở rồi. Cô giáo vừa mới bước vô lớp thì úi chà, giờ ếch trước cả lớp như vậy là đội chục cái quần vẫn không có bớt xí hổ đâu nha. Cũng là xe cứu hộ cơ mà. Em lợn này là lạc từ phương trời nào ra đây trời. Chuồng có không có chịu ở, lượn lờ ra đường đúng là thiệt báo chủ quá mà. Ỉ, mặc áo nhẹ nó khổ như vậy đó. Xong, té tập 2 luôn. Trước khi ra đường hả, chắc bạn nhỏ dấp chục lần cũng không có gì lạ ha. Trời lạnh mà đưa con đi học thì trời ơi, chân bao bọc siêu ấm. Đường tới trường sao mà ấm áp vậy ta, xịn đét luôn chứ. Chị gái dèo dẹo tạo dáng chụp ảnh đồ và cái kết. Chà, nhất chị được ngâm mình trong suối nha. Phê quá trời phê hả. Thông minh lắm. Bạn nhỏ vừa mới dặn cái vòi nước thì bất kỳ ngờ rớt luôn. Dự là cái pha này té cũng thốn lắm đây nè. Đăng sau một bức ảnh thẻ chuẩn chỉnh thì quả là cái hậu trường thiệt là ối rồi ôi hen. Hello. 1001 biểu cảm của bé con khi hỏng có muốn uống thuốc kiểu. Ủa đó bạn ơi. Ê, đút thuốc thôi mà tới văng nè làm sao á. Ê, em gái xinh tươi ơi, mình nói chuyện với nhau một tí đi. Trời, coi chị gái vậy chắc hứng thú ha. Đuổi như đuổi tài vậy á. Muốn làm quen người ta mà sấn sổ như vậy là không có ổn rồi. Không hề luôn nha. Làm bệnh nhân chưa có đủ, phải tàn tật nữa mới xin cho cái chiếc giường này ha. Chết thiệt chứ. Dễ gì mà bắt được mị. Chị gái tưởng ngon ăn hả? Không có hề đâu nghe. Cũng là sống mà sống này nó lạ dữ quá à. Oh wow, cứ phải gọi là đỉnh của job nha. Hung hung hổ hổ tiến vào phần catwalk và cái kết. Ê, thí sinh mà báo bằng giám khảo quá trời qua đất vậy bay. Ôi thôi, kẹt mất tiêu rồi. Mama ơi, cô. Trời đất ơi, kéo ra là xong mà. Tự làm tự méo luôn. Đúng là chỉ có những thanh niên không có răng này mới vậy thôi à. Ê, chụp gì vậy? Thôi đi nha. Có dừng lại không? Ôi là trời, anh trai cũng liều thiệt chứ. Gặp phải sư tử hổ báo thì đôi tay anh xác định rồi đó. Thông minh lắm. Hú hú. Ôi trời ơi. Gần chục con tim muốn thòng ra ngoài luôn rồi nè. Trôn gì đâu ác thiệt chứ. Không có phải lối này. Phi tiếp dạ. Ôi trời ơi. Cũng cái mà anh trai sập nguồn tại chỗ hen. Ôi thiệt là lạnh giá làm sao. Xem tivi cơ mà tư thế của cậu bé thì Ê già,
rất là tư thế nha. Chị ăn còn em ăn ngó kiểu. Trời ơi em, thèm sắp rớt nước miếng mà không có được ăn rồi kìa, thổi quá à. Cậu bé vừa trèo lên xe mà ai có dè. Được dép, mới nhặt lên thì chị mẹ đã. Tưởng bỏ con ở nhà mà dễ hả mẹ? No no no, dép trưởng bay liền. Anh trai đang lái xe rất chi là ngầu thì bất cái ngờ. Mất thuốc rồi hen. Làm gì vậy? Tới cái lần hai thì nhường vậy có đáng bị đuổi về không chứ? Thiệt cái tình à. Ủa mình gì lâu lắm vậy đi nhé. Chị gái mới cúi xuống tìm đồ thì ô là trời, chị gái có ổn không vậy? Hai rồi sắp cái mặt vừa lắm nghe. Nhanh chân lên hai con sen. Không hả, sen nó tối rồi. Trời đất ơi, cơ hó mà hơn cả chủ nữa. Bắt dắt qua đường rồi chứ. Còn nhảy cái tưng tưng lên rồi kìa. Hai con dùng khác riết không biết ai chủ ai tới luôn á. Cung phụng thanh niên này quá hả. Có ngày chắc bắt cổng luôn á chứ. Quả mấy chục cân nó trên vai chắc khóc thét hen. Đến giờ xả hơi rồi. Đi xuống, tao đi trước. Mọi mọi cái chỗ giải quyết nỗi buồn mà hai con tranh nhau đi. Rồi thanh niên dẹt lườm cái quỷ mèo cục mắt lườm sen cái ghê không. Không có nhường nhau tẹo nào, lại còn quay ra đòi sen làm chủ nữa. Bó toàn tập, bó toàn tập. Cho con que kem với ạ. Ông chú mới đưa cây cà rem ra thì trời ơi bà tóc thương. Bắt được rồi nha. Ấy, gặp ngay cái thanh niên lão luyện rồi chú bán kem ơi. Thằng bé nó giữ khỏe giả hoang. Lôi bằng được que kem ra. Biết tổng hết bà rồi. Còn lâu mới trêu thanh niên tí này nha. Khét á. Ê, mấy bạn có biết á hả? Với cái kiểu tóc này thì mình thức dậy kiểu gì không? Nhìn kỹ nha. Úi xời ơi, cái kiểu dương dài mới phát minh hả? Ai lại mới tỉnh mà quấy phát nguyên cái bím tóc tết quay như trong trống vậy kia. Kể cũng kỳ, tóc mỏng quá hay sao mà dắt phát là xoay như cối xay gió vậy nè. Hơi bị quan ngại về cái bộ tóc nhỏ xinh của cô nương à nha. Chị gái vừa mở hộp điện thoại xịn sò ra thì đâu, iPhone 13 Pro Max của mày, phương trời nào rồi? Úi giời ơi, anh chồng trôn ghê ha. Cho bả cái hộp nhìn sang xịn mịn, xong mở ra một cái thì hú hồn. Có cái gì đâu chứ, có mỗi cái con cục gạch Nokia 6003 thôi à. Nhìn cái mặt bả ngấn tuổn. Rồi, tắt máy thì biết tay nóc gia đình nhà anh sai. Mẹ phải ấn tay ra đây nè. Thế ước đã thành lập rồi. Đố mà mày không có dám hoàn tiền lì xì cho con. Ôi cha cha, nhỏ con mà tinh ranh ghê gớm không có ai sánh bằng ha. Bắt mẹ ký giấy rồi đó nha. Giữ cửa ác nhở. Sao mà có chồng hả? Đố ông nào mà qua được cái quả nhãn kim tinh của con nhỏ này á. Thèo ơi, cái con gì đây mày? Hồng cơ màu đâu ghét. Biển ơi, biển. Úi dồi ôi, gặp đúng hôm cho mi mèo quạo. Động vô cái gì cái là ném liễn xỉn liền. Con nổi con chuột giả mà nó hốt một cái xuống cống luôn rồi. Chán không chờ. Mắt con sen tha từ chỗ bán về cho nó chơi mà nó cho phát vô lọt hố rồi. Sâu đời ghê nhờ. Chuẩn bị vào giờ ngủ trưa, các cháu kiểu nhảy đi.
Ta uống lượng tới làn sóng, dẻo dai thì mới ngủ ngon được. Ôi trời đất ơi, làm chi vậy mấy cô ơi? Ở cái giờ ngủ mà không đưa các bé ngủ lại chơi cái trò mở nhạc sập sình làm sao? Rồi kẹo nữa các cháu ngủ hả? Chắc ngủ giật giật chứ đâu yên bình được. Chịu rồi. Ây dô, ây dô, toàn là các thánh nhí lầy lội hài hước quên lối về vậy mà không có cười thì hơi phí hả quý vị? Quý vị nhớ comment để chúng mình có thêm năng lượng để ra video đều đều nha. Chị gái đang xem điện thoại cùng khỉ con thì bất ngờ. À, ghê quá đi. Tèo té tèo, bà chị kêu giật mình hoảng hốt một tiếng. Khỉ ta nhìn cái tai lẹ mắt, quăng cái con iPhone mới toanh xuống cái đất cái bạch luôn rồi. Nghe mà xót xa không cơ chứ. Mùa xài chưa nổi 48 giờ mà quỷ khỉ làm cú ót tới tận ốc chứ chả đùa ha. Cô con trai chơi cái trò ném vật mà nó lạ lắm mà nha. Ôi trời, trận ngọn có phải chỉnh luôn á. Ra mẹ ơi, thanh niên anh sai này sao để em gái nằm trên ôm giữa giường kia, lại còn ném phiêu phiêu vòng vô nhỏ em chứ. Ngặt cái bộ lông vàng như gà con nữa, tí mẹ vô thấy cái mông không có đỏ lại bầm là điều không có tránh khỏi nghe. Chào công chúa nha, bưng đồng hồ cho xem nè. Luôn. Trời, con bé nó tự động như cái máy bắn ra ngoài luôn kìa. Thôi cần hô hào gì hết cháu luôn. Chị được cái thói lười dậy của cô nhóc. Cơ mà cái chiêu này vậy thì chỉ có xài được lần thôi à. Nhóc nó biết rồi, lần sau nghỉ khỏe ha. Chiếc tuổi này sao mà cản bước ta được. Nhỏ tẩu thoát ngoạn con này bà một luôn. Ôi, đừng có mà đùa chứ. Tinh hình kia nghe. Tôi tọt cái là thoát thân liền. Làm vậy ai trở lại trời. Chịu chết á, bỏ toàn tập ghê. Anh trai áo đỏ đang nấu cháo điện thoại say sưa thì bất ngờ. Hello, bé Na nè. Ôi trời, nhân viên dịnh cổ không có mời mà tới làm ổng sợ muốn quấn ra đài tại chỗ luôn. Cơ mà soi kỹ lại thì ôi thôi, quay vào ô con lừa. Ông ăn nghiện rượu nên rủ lũ bạn tới chơi, quặng tù xì để phạt rượu mi lai. Rồi xong ha, cái đồ lưng lẹo nha. Đoạn của ổng là cái kéo và cái búa này nóng thua hoài luôn. Đó, em thấy chưa? Anh cứ thua mãi là phải uống thôi. Dám lý sự cùn với bà hả? Bỏ ngay nha, bỏ ngay nha. Chị gái váy vàng đi đến cửa siêu thị thì bị chặn lại. Không có chịu từ bỏ, bà chị nghĩ luôn cái kế. Chui luôn qua gầm và cái kết. Ra là cửa tự động mà chả hiểu sao nó lại chừa bỏ ra ta. Đen đuổi thì ra cũng là một loại niềm tin hả trời. Rồi tiếp theo. Ý anh gì ơi, cho em xin số phone đi nè. Nha nha nha. Không có biết là tiếng sếp ái tình trái ngang nào đánh vô con lạc đà làm nó bám vô cái ông chú này dai dễ sợ. Vậy mỏi háng quá nên ông quyết định chui vô xe né con mẹ. Phủ dữ hà, người ta về đây. Con mẹ chạy mãi hụt hứng từ bỏ luôn. Chị gái áo xanh được mẹ nhờ dắt bóp đi dạo và cái kết. Trời ơi, có nước và có cả bùn để tắm trắng này Sen ơi. Ôi là trời, em gái bị con cờ ho nó kéo lăn lộn ra tắm bùn, xong rồi lại ra tắm nước luôn chứ. Hẹn nãy hả, con Sen sợ đi dạo tới già luôn á. Rang xếp chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một chú hổ dũng mạnh với ngoại hình cực kỳ đáng sợ. Ủa, alo, nào tới cái đoạn đáng sợ thì gọi tôi dậy nha, cho tôi ngủ một xíu. Chứ nhìn phát là biết liền con hổ này là hàng pha ke rồi. Trả dép đây, tôi về trước á.
con cá trắng dùng cặp mắt thân thiện nhìn con sen vì nó đã bỏ nó ở nhà một mình thì bọn. Ăn đi nè, cho hạ quả nè baby ơi. Còn bó không có kìm nén được sức cám dỗ của đồ ăn nên đớp lấy đớp để với anh kìa. À, được rồi, đồ ăn cũng ngon đó ha. Hai con chim thấy cái miếng mồi ngon mà bị con mèo kia chiếm mất liền nảy ra cái ý tưởng bắt tay nhau và cái kết. Một con mũi do mong mẹ mèo làm nó mất chú ý, con còn lại thì nhân lúc sơ hở sẽ thót cái miếng mồi ngon đi luôn. Wow wow wow, cái chiến thuật dưỡng đồng khích tây này đúng là xứng đáng nhận tại hạ một giái nha. Thấy con chó đen cứ cắm đầu cắm cổ mà ăn chọc hết cả phao câu lên trời thì con vịt lao đến nhắc nhở á thi. Trời ơi, là trời, đang ăn rất chi là ngon miệng mà dính quả thông hậu này thì con chó kia chắc là không có nuốt thêm miếng nào nữa đâu. Chưa nha mày. Chị gái hơi mũm mĩm đẩy đà đang gồng tay kéo cái bạc xuống á thi. Trời ơi bà tắt trời, bà kéo dữ quá nên cái bạc mất tách làm đôi luôn. Con bả thì khỏi phải nói, ướt như chuột lột. Trời không có mưa nhưng mà vẫn ướt như thường à nghe. Xem gì đó thanh niên, hãy con ngắm nhìn cây quan thế giới này. Trời đất ơi, cứ nghĩ cái gì là to tát lắm chứ. Ai dè là rùa bò. Vậy mà cả chủ lẫn chó có đứng mà nhìn thấy cái liều gì chưa từng thấy luôn chứ. Trời đứng ngắm mà cứ tưởng là đâu coi phim bom tấn công á chứ. Trời, nằm ngó cả ngày cũng được nghe. Chị mẹ đỡ phải trông một lớn một nhỏ, quá tiện. Nè, cái thằng nhóc này, đứng lên coi. Không, không chịu, không chịu. Chị dắt em qua nhà chồng luôn đi. Ủa, alo. Mãi bà mới lấy chồng được mà có thằng nhỏ nó làm trò con bò gì vậy trời. Ương thường thường luôn. Không có ai nhất cái ổng nổi con, ổng nằm nấy ho ho. Cái phen này thì bà chị chưa xuất chuồng thì đã bị trải về nơi sản xuất. Vì cậu em quá bá đạo thì chắc là vui quá xá là vui hen. Người ta hay nói yêu nhau lắm đánh nhau đau. Xin vĩnh biệt. Nên con mồng lèo này đạp cho con khỉ dúi cái đầu xuống sàn để thể hiện tình yêu của mình. Yêu là trời, yêu đương kiểu vậy có ngày là chấn thương sọ não con nhà người ta à nha. Cờ hó và con sen cùng nhau chơi trượt tuyết vui vẻ á thì. Tự dưng đang trượt đẹp là lao vô chân tao làm gì vậy? Con cờ hó bỗng ngắn đường băng đẹp làm anh trai áo đen ngã dập cái mông không có đứng dậy nổi luôn. Đúng là hạo pét nha. Con cờ hó vừa mới thon cái chân ra làm quen với con mồn lèo á thì đây học có nhu cầu làm quen à nghe. Chim cút đi. Xua đuổi đã đành, con mồn lèo còn tặng luôn cho liên hoàn tán đến sấp mặt luôn. Cô cậu ta rất là hậm hực, đã xấu là còn kêu. Rồi tiếp theo, ai nhô mùi gì mà thơm dữ trời. Các bạn có thấy gì đó sai sai không? Trăm cái ngửi, vạn cái ngửi. Nghĩ mà, con mẹ dê này lại u mê đi hít hạ cái bó hương đang đốt. Tính ngửi mùi cho quen dần hay gì? Đến là chịu luôn à. Còn đây, một pha kiếm đồ ăn cực công kềnh đến từ vị trí của con khỉ con lon ton nhà chúng ta. Trời ơi! Kiếm đại một cái que dài ngay từ đầu đi. Có lẽ này hết lấy cái que bé kheo cái que to, rồi là cái que to kheo cái bìm bìm. Anh ơi, coi mà sốt ruột thai luôn ha. Một chiếc chó năng động thích tìm củi giúp chủ và cái kết.
Sen ơi, cứu tao, cứu tao. Cái thằng trắng nó làm tao ngã ngất ra đây rồi nè. Rồi đó, bản lĩnh đi chơi thì có, nhưng một khi đã ngã là phải nằm ăn dạ, đợi con Sen đến cứu mới thôi. Một con dê đam mê hóng hớt. Trời ơi, mặc kệ hồi anh em đang cầm cuội gặm cỏ thì con bé này nhảy trộm bánh của chủ. Sau khi bị ký đến u đầu thì những bánh chấm đất thì cũng thuộc về nó. Đúng là đẹp trai không bằng trai mà. Cái sâu chậu kia, coi ta xử trí mày đây nè. Hey, à. Con mẹ dê sau khi cài số lùi á thì xin vĩnh biệt. Ôi trời ơi, mẹ lao cắm đầu vô cái chậu luôn. Ai mà chui ra kịp, không thì có mà trồng cây chuối đến đây mà nghe. Ê nè, có muốn đợi sớm với tao không? Hai em mèo bắt đầu cuộc chiến. Và cái kết là ôi trời ơi. Ồ, là la, đúng là cuộc chiến bằng tay không nha. Nhưng mà em mèo đen đã thua cuộc và đành bỏ đi. Còn em mèo vàng á thì đứng lại đó cho tôi. Mẹ sao, mẹ thích rồi. Ái chà, con cái khác quá nhỉ. Mặt dên lên, thái độ lộ lõm luôn. Chị mẹ thì hiền khô à. Báo nếu không vậy, không cho ăn bập vài cái đi. Cái này là chiều con quá rồi đó nghe. Sao nãy hả, nó đè đầu cưỡi cổ lúc đó, có mà khóc thành dòng sông nghe. Eo. Và con đấy là bốn em cờ hớ tính hội đồng chiến cùng anh chó đen và rồi thì 500 anh em của tao đã đến. Anh đen tiến lên không chút ngần ngại luôn nha quý vị. Thôi thôi, chuồng lẻ chứ không là thí mạ nó luôn á. Gà thiệt tình ha, anh em nhà dê sống chết cũng khá là khí phách đó nghe. Đứng lại tao bảo cái coi. Em trâu hùng hồn chơi cái trò mèo dân chuột cùng anh áo đen. Ủa, tao là bức danh đó hả? Và bất cứ ngờ 1, 2, 3 chạy lẹ. Hai anh em thì phóng như bay, còn em trâu thì cũng như tên bắn rượt theo luôn nè. Khi hàng nhái trên thị trường quá là nhiều thì chị gái này dê quê lấy mật ong ăn kiểu trời ơi. Trời đất ơi, ăn vậy không có sợ bị đốt thù mỏ hay sao vậy trời? Thả gặm ngon lành, trong khi mấy con ong thì bay quanh mồm luôn á chứ. Bản lĩnh thép vậy thì em không có, em dùng hàng nhái cũng được. Cậu bạn này đang trượt dáng thì bất cái ngờ. Hả? Dám phi lên người ta hả? Này thì trượt nữa đây nè. Cơ hốt vàng đớp nghe cái bán làm cho thằng nhỏ ngã xuống hố luôn. Con cậu này răng mảnh ghê thiệt chứ. Trời mưa nặng hạt nên chị gái này đứng đợi xe buýt đi lại. Oh my god, bà chị leo lên nóc ngồi cho khỏi ướt chân. Ủa rồi không có biết là lúc mà xe tới á, bà xuống bắt kiểu làm sao ta. Mấy người xung quanh ai cũng cầm điện thoại để quay bà hết trơn á. Ê do vô, anh chó đang say sưa ăn gì đó thì em ngỗng phía sau âm thầm tiến tới và bất cái ngờ. Hả? Là trời đất ơi, em mổ ngay trúng cái hạ bộ của anh mất luôn rồi. Hay da, cái kiểu này anh chó thành tiểu công công là thành công rồi đó nha. Ôi con đấy, hai em cờ hớ đang thả cơm chó với nhau á thì quá, mất cái lưỡi em rồi nè. Em cờ hớ vàng bị em đen xô té dập cái mỏ luôn rồi. Một cuộc ẩu đả đã diễn ra, nhưng mà hay quá trọng tài đã ra tay. Thì mấy em chỉ có lặng im mà tìm vàng thôi đó mà nghe. Và cuối cùng là con vàng đang tung tăng nhảy. Và rồi thì
chà chà, đặt cái bẫy bằng băng keo luôn đó ha. Ủa, cái chuyện gì vậy? Sao không có đi ruột vậy ta? Ê ê ê, tính xía gạt em lần nữa đó hả? Em không có ngu đâu mà nghe. Tada, mở đầu là hai người đang đi lên cầu thang cuốn thì chị gái bất cái ngờ quay sang thể hiện tình cảm và cái kết là trời ơi. Oh my god, ông bà ngã lộn người về phía sau. Trời ơi, nguy hiểm quá đi trời. May mà chỉ có mới lên vài bậc thôi đó, chứ mà lên trên cao rồi hả, chắc gặp các cụ sớm luôn quá. Rồi tiếp theo, chị gái thử thách đi qua cầu gỗ trên mặt nước á thì hãy xem ta chinh phục cái cầu này đây. Bà chị lấy đà rồi nhảy một mạch về phía trước. Mới có được một nửa đường thì bà ngã sấp cái mặt luôn. Ướt hết người nha chị gái ơi. Nói trước bước không có qua nè. Còn đây, bà cô tuổi đã cao nhưng vẫn hết mình đi giày cao gót nhảy dây da bớt cái ngờ. Ôi trời ơi. Đúng là thời gian thiệt là đáng sợ nghe. Mới ngày nào còn nhảy 100 cái, mà nay được 2 cái đã ngã té ngửa luôn rồi. Thiệt là đáng sầu mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.